con trai đâu mà mắc mà nếu mà có phái con trai cũng đến phiên cái đám của tụi bay đâu, cái đám mà đi ăn bám Mỹ trắng đâu. Đúng không? Đám gì cộng đi ăn bám Mỹ trắng. Đương nhiên tao phải yêu mẹ tao chứ tao yêu với mày. Hả? Thế mày có yêu thằng có râu không? Tao hỏi mày có yêu thằng có râu